Thưa quý vị, là địa bàn rộng với dân số đông, hơn 370.000 người. Để đảm bảo tốt yêu cầu cấp đổi căn cước công dân, các cán bộ chiến sĩ đội quản lý hành chính về trật tự xã hội của công an huyện Đông Anh thường xuyên phải tăng ca, làm thêm giờ. Dù vất vả nhưng các anh chị luôn tận tâm, nhiệt tình với nỗ lực với công việc. 7 giờ 30 phút sáng. Đây là không khí làm việc vào ngày chủ nhật. Đã có rất đông người dân tập trung tại trụ sở của đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, thậm chí còn tới đông hơn những ngày khác trong tuần qua cái truyền thông của địa phương cũng như của huyện Đông Anh, tôi được biết là cơ quan công an Đông Anh tổ chức vào làm cho bà con chứng minh thư vào ngày chủ nhật. Tôi đến và được cơ quan tiếp đón tận tình và hướng dẫn chú đáo, nhanh gọn và thuận tiện. Bà con ra về rất là phấn khởi. Được tiếp đón tận tình, niềm nở và chú đáo, mọi điều thắc mắc đều có các cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên giải đáp. Hòa chung trong số những người dân đến đăng ký cấp căn cước công dân, còn có cả những đối tượng vừa mãn hạn tù trở lại hòa nhập cộng đồng. Nên làm căn cước thì các cán bộ nhiệt tình giúp đỡ bảo ban cho tôi được làm cái căn cước để thuận lợi về nó nó nó, nó, nó sinh, sinh hoạt. Thực hiện kế hoạch số 339 ngày 28 tháng 2 của công an huyện Đông Anh về cấp căn cước công dân cho người phạm tội trở về địa phương năm 2018 Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội đã nghiêm túc thực hiện, bố trí lực lượng, đảm bảo tốt các yêu cầu đặt ra. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, Công an huyện Đông Anh thực sự xứng đáng là đơn vị dẫn đầu khối các quận huyện về công tác cấp căn cước công dân năm 2018 và trên hết là xứng đáng với niềm tin yêu của quần chúng nhân dân thực hiện cái chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước cũng như là cái chương trình của công an huyện Đông Anh là chúng tôi hôm nay cấp cho đối tượng tù tha để thứ nhất là tạo điều kiện cho những người tù tha về để nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng để họ có giấy tờ tùy thân để có thể đi xin việc làm rồi mọi cái giao dịch dân sự được thuận lợi và cũng như là hạn chế cái nguyên nhân điều kiện thấp nhất để họ phát sinh tội phạm để tạo điều kiện tối đa cho họ trong cuộc sống sau khi uh, tù tha để tái hòa nhập cộng đồng một cách thuận lợi. Việc quan tâm, kịp thời tạo điều kiện đối với những người từng mắc sai lầm, không chỉ thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật mà còn góp phần giảm đi những sai lầm khơi lên những điều tốt đẹp để xã hội có thêm nhiều người tử tế và nhiều điều tốt đẹp tươi sáng hơn